Hello, xin chào tất cả toàn thể anh em nha. Hôm nay Tuấn của tôi mới chuyển được một con xe Honda Shadow 150 nè. Anh em thấy không? Honda Shadow 150 dòng xe chính hãng Honda luôn nha. Dòng xe chính hãng Honda, xe mới về luôn 150cc anh em đó. Anh em thấy không? 150cc luôn. Honda chính hãng luôn, tem của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên á, tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên. Em thấy máy móc nó cực kỳ đẹp anh em. Nó máy móc nó còn nguyên zin luôn. Ống kính nó còn rất là mới, còn nguyên zin. Đó, bình xăng của nó nè, đây là bình xăng của nó hay sao á, đó nó còn nguyên zin, còn chữ xe băng, nó rất là đẹp. Đây, đây là lốp máy của nó nè, nước sơn nó rất là đẹp luôn. Đây là hộp số của nó nè, hộp số của nó vẫn còn là 5 số anh em ơi, anh em nhìn thấy không? Ui nhìn rất là mê luôn, số 1 phía trước nè, và đến số M và 2, 3, 4, 5 nè, anh nhìn thấy không? Nó rất là đã luôn. Ui nhìn nè, số của nó rất là nhẹ nha. Đó này nhìn ra con này chạy rất là đã luôn, nó còn rất là mướt nè, nước sơn nè, nước xì nè, còn rất là đẹp anh em ơi. Anh em nhìn để ý nha, rõ của nó là rõ không ruột luôn, rõ không ruột luôn, nhâm trên đĩa còn rất là tốt nè, hả, rất là liền lạc luôn. Không biết cái này là cái gì đấy, ai à, đây là nắp xăng anh em ơi, nắp xăng của nó mở chìa khóa luôn nè. Đó anh em đút chìa khóa cô là anh em mở thôi đây nè, nó cực kỳ dễ, ngồi ra rất là dễ anh em ơi, nó còn rất là mới luôn. Ôi bình xăng nó rất là to nè, anh em đợi anh em đưa vô anh em bật lại, nó rất là đơn giản, anh bật cái này qua thôi nhé. Và đây là chìa khóa của nó luôn, anh em nhìn để ý hả. Ôi đồng hồ của nó nhẹ nhìn cũng rất là mới anh em. Ôi đồng hồ của nó thì trời ơi, chiếc xe còn rất là mới nên đồng hồ Edo của nó mới chạy có 19.000 cây thôi đó, anh em nhìn không, còn rất là mới nè. Đồng hồ của nó thì sáng rất là đẹp luôn anh em ơi, thì kim nhìn rất là sáng, rất là đẹp nha. Và anh tắt máy và giới thiệu tiếp cho anh em nha. Ui nước sơn của nó còn rất là bóng nha, nguyên dáng kèo nguyên chiếc nha. Ui anh em ơi nhìn nó khá là bóng luôn. Con này thì 150cc anh em. Đây nè, phục trước của nó nè, đất nhún rất là êm luôn anh em nhìn ha, rất là đẹp nha anh em để ý hả. Đây là dàn xi đèn của nó, hồi đèn của nó rất là sáng luôn. Và con này giá của nó thì rất là rẻ hả, à, giá của nó chỉ có 41.500 anh em ơi, chiếc xe khá là ok luôn. Đây anh em nhìn nước sơn của nó nè, hầu như là chủ sử dụng rất là kỹ luôn, dán kèo nguyên chiếc mới vừa lột ra rồi nè, nhìn phục nè, ống vít nè, đây là thắng đĩa luôn anh em ơi, còn ốc nhìn khá là mới, hầu như là không có một cái dấu mỡ luôn anh em ơi. Đó anh em thấy không, con này hiện tại bên Tuấn, bên cửa hàng YouTube Tuấn ô tô thì với bán với cái giá chỉ có 41.500, mình thấy con xe như vậy khá là ok luôn. Em để ý những cửa hàng khác bán những con xe như vậy giá rất là cao, hầu như là 45-46 triệu, không bên này chỉ có bán chỉ có 41.500 mà xe nhìn rất là đẹp nè anh em nhìn nè, đầu lòng máy móc là còn nguyên rinh luôn đó anh em nhìn không, có chữ Honda luôn anh em nhìn hả, khá là mới luôn, đầu lòng máy móc chưa có mở luôn anh em ơi. Và máy móc con này thì anh em nhìn nè, không có một rỉ nhớt nào luôn, máy còn nguyên rinh nè, rất là sạch sẽ anh em nhìn nè, nó anh em nhìn camera đi đó anh em thấy không, không có một cái nhớt nào xì luôn. Ui chiếc xe nó còn mới quá anh em ơi, anh em nhìn bình xăng của nó hay sao đây nè, đây là cái bình xăng của nó nè. Ôi nó tối quá không thấy gì luôn, trời ơi. Bình xăng của nó thì anh em để ý mấy con này chạy cực kỳ lợi xăng, xăng của nó tầm 50-55 cái số 1 lít xăng luôn, khá lợi xăng. Không biết đây là cái gì đây, và đây là cái bori của nó hay sao anh em ơi. Anh em nhìn cái bori của nó hầu như là người ta không có mở tới luôn, bori vẫn còn nguyên rin NRK luôn anh em, màu xanh luôn, bori còn nguyên rin. Chụp bori, đặt chụp bori của nó nè anh em để ý nè, nó nhỏ vô rất là ok. Và anh em nhìn tiếp phía sau là bô của nó là vẫn còn nguyên rin luôn anh em ơi. Tem của nhà sản xuất là Honda nè, nhìn rất là chắc chắn luôn. Mấy dòng này thì máy móc thắng nó rất là chuẩn nha, anh em chạy bằng tốc 150-155 trở lên anh em thắng rất là ok. À, con này anh em nhìn cái phột xe con này khá là đẹp luôn. Đây anh em để ý đi, nó con này anh thấy khá là rẻ anh em ơi, giá chỉ có 41.500 thôi mà Honda chính hãng luôn. Đó, anh em thấy không, đó Honda chính hãng luôn anh em nhìn nè, bánh mâm nè có chữ Honda luôn, bánh mâm vỏ không rụt luôn, trời ơi anh em ơi có chữ Honda luôn anh em ơi. Đó, đồ chính hãng anh em mua anh em có cái sợ nữa đi nè, chữ hờ on hon đờ ada nè, Honda luôn nhé anh em, để ý đi.
con này thì anh em mua về anh em đi xa rất là tốt nha, anh em đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, anh em đi mấy con này thì anh em khỏi phải suy nghĩ, mấy dòng này cực kỳ bền luôn mà cực kỳ lợi xăng. Hiện tại xăng thì giá thì rất là cao, anh em mua mấy con này anh em đi khá là ok đó. Anh em thấy không, con xe gì mà nó đẹp như vậy, không biết cái này là cái gì ta, cái này là đồ xe inox, nó cũng rất là mới luôn nè đó, anh em nhìn để ý đi. Mà đây là cái kèn của nó nè, cái kèn của nó thì vẫn còn là còn nguyên zin luôn anh em nè, anh em nhìn để ý nè, cái kèn nguyên zin còn tem luôn nè, anh em thấy không, nó khá là ok anh em. Thì mình thấy con xe này thì quá là ok luôn, giá thành nó cũng khá là hợp lý luôn anh em ơi. Nhìn con ốc nè, trời ơi lâu ngày sản xuất mà con ốc nó vẫn còn nguyên zin, nó vẫn còn như mới nè đó anh em thấy không. Máy móc về con này thì máy móc nó thiệt anh em khọt với bạn, máy móc thì có thể bật lên là để nổ thôi, nhưng mà nó rất là nhà nổ luôn đó anh em, để ý nghe hả anh em thấy không, lên đề phát là nổ liền à, nổ cực kỳ nhẹ luôn anh em, máy khá là êm. Con này thì anh em về dũa thôi, trăm mấy trăm tư bình thường đó anh em thấy không, và tắt máy thôi. Con này thì cái gì đấy, cái này nổ quá hả, rồi quá, tại sao mở được trời, chết cha rồi, có có chìa khóa đây anh em ơi, anh em chỉ đút chìa khóa vô là mở thôi nên nè. Đó là khóa cổ nghe, khóa cổ cũng có luôn, dòng ô tô mà còn có cổ nữa ta, nó tiện lợi vô cùng đó anh em thấy không. Đồ xi nè, xe nhập thì nó có một cái tem nhôm chỗ này luôn đó, ôi trời ơi nó đẹp quá, ôi trời ơi nó đẹp đó. Anh em nào lớn lớn tuổi anh em mua mấy con này anh em đi thì khỏi phải bàn, khỏi phải bàn luôn. Đó, mấy con này quá là đẹp, dịu dáng nó cũng rất là đẹp nữa nè đó anh em thấy không, đỏ dáng rất là ok. Anh em nào lớn lớn tuổi anh em đi phượt thì anh em đi mấy con này anh em khỏi cần phải suy nghĩ, đèn nó rất là sáng, đi ban đêm rất là ok đó. Viễn hậu của nó vẫn còn theo xe, nhìn phía sau rất là tỏ nhẹ anh em để ý nè nó, khi anh em đi anh em nhìn phía sau rất là tỏ, không có một cái gì lúng, nhìn ôi ôi nó đã. Đó, anh em nào mua thì liên lạc số điện thoại là 0369 669 659, hoặc anh em ghé thẳng này địa chỉ cửa hàng 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú ha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe trực tiếp luôn. Và hiện tại thì bên cửa hàng có ship xe đi các tỉnh luôn hả, anh em chỉ cần ở nhà alo anh Tuấn Hả ship xe cho em là bên Tuấn ô tô sẽ ship ngay và nhanh gọn lẹ. Thanh Tuấn thì rất là khỏe, chỉ cần chuyển khoản ngân hàng bấm tí 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 chuyển là ok nha, nó rất là đơn giản hả. Nên anh em nào cần mua cũng thấy video hay nhộn nhịp thì anh em bấm like hoặc anh em chia sẻ video nha, và mỗi anh em bấm cho Tuấn ô tô một like nha, anh em xem vào anh em bấm số 1 giùm em nghe, để Tuấn ô tô biết là anh em đang xem video đó. Anh em thấy video hay ha thì anh em tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi video sau nha đó. Hôm nay thì Tuấn ô tô sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại anh em video sau. Video sau sẽ giới thiệu cho anh em con Rebel 125cc, giá con này thì bên em bán ra với cái giá là 38.500, giá nó quá là rẻ, nó xe cực kỳ đẹp, có thùng phía sau luôn. Anh em nhìn video sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem nha, và anh em nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi video sau nữa, là con Rebel 170cc. Con này tới hai máy, máy lớn luôn anh em. Bori không biết nó nằm đâu xin. Sau này em sẽ review, em sẽ chỉ cái Bori cho anh em xem nha. Và anh em nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi con video. Con xe một tỷ B 170 này có hai cái thùng phía sau luôn anh em ơi. Nhìn nó khá là ok. Và anh sẽ ngừng video này nha. Và chúc anh em xem video một ngày thật là tốt lành nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau. Tiếp theo là con Rebel 150 cũng có luôn, khá là nhiều xe để anh em lựa chọn tại cửa hàng Tuấn Mô Tô, địa chỉ là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em ơi. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha, bấm like, anh em chia sẻ video thì anh em tới Tuấn Mô Tô anh em mua sẽ được giảm giá rất là nhiều đó anh em nghe. Rồi xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em video sau nha, chào hết tất cả anh em.